Thưa quý vị và các bạn, hình thức trao đổi đồ cũ đã xuất hiện tại nước ta vài năm nay. Tuy tần suất không nhiều, nhưng bắt đầu hình thành một trào lưu xã hội với hiệu ứng tích cực trong giới trẻ, hình thành ý thức tiết kiệm và hạn chế rác thải ra môi trường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có một cửa hàng với tên gọi Cơ hội thứ hai do các tình nguyện viên của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Linh thực hiện. Tại đây, bạn có thể trao đổi, mua bán hoặc tặng những món đồ cũ từ quần áo, giày dép, sách vở, đồ chơi trẻ em cho các tổ chức phi lợi nhuận. Giữa đống đồ cũ ngổn ngang như thế này, bạn Lê Ngọc Phượng Tường may mắn tìm cho mình được một món đồ khá ưng ý. Một chiếc túi sách thời trang với giá chỉ có 20.000 đồng. Cái này thì là có 20.000 thôi, nhưng mà chị thấy nó còn rất là mới, da rồi cũng còn rất là tốt. Và giá cả thì rất là rẻ luôn, rất là phù hợp với tụi em. Bạn cũng có thể tìm thấy tại cửa hàng này những cuốn tiểu thuyết thuộc dạng đã từng nổi tiếng một thời, như Tiếng chim hót trong bụi mận gai, DVD gốc nhiều bộ phim bom tấn như Điệp viên 007, hoặc những cuốn sách chuyên ngành rất hiếm hoi với mức giá rất rẻ, chỉ từ 10 đến 20.000 đồng, thậm chí là chỉ 5.000 đồng cho một món đồ độc đáo và lạ. Các bạn nhìn lại cuốn sách này rất là hay. Tại vì cuốn sách này đã nằm trong một chương trình học ngoại ngữ. Đương nhiên đây rẻ rất là rẻ. Mình không nhớ rõ lắm, nhưng trong nhà sách có thể là mấy chục tới 100.000 đó. Ở đây như là 5.000. Đây là lần thứ hai các tình nguyện viên của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Linh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quyên góp và bán lại những món đồ cũ theo cách này. Chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, hơn 1.000 món đồ cũ đã được phân phối lại cho những người có nhu cầu. Thử hình dung, nếu không có những cửa hàng như thế này, hàng ngàn món đồ vẫn còn giá trị sử dụng sẽ bị thải loại ra môi trường. Rất là lãng phí luôn á chị, chứ không còn là lãng phí nữa. Hàng cũ của người ta nhưng mà vẫn còn giá trị với mình thì vẫn xài thôi, chứ không có gì phải e ngại hết ạ. Cũ người mới ta, Linh mong muốn là những cái món đồ có thể là không còn mới đối với một số người sẽ đem lại một cái giá trị, một cái cơ hội thứ hai cho những người còn lại. Và nó cũng được thể hiện thông qua cái tên của cửa hàng là Cơ hội thứ hai. Đó là cơ hội thứ hai cho những món đồ vẫn còn có thể sử dụng được để hạn chế cái sự mà thải rác và thải những cái đồ vật ra môi trường. Đó là cơ hội thứ hai cho những người có thu nhập thấp có thể mua được những món đồ với giá hữu nghị. Sau thành công của hai chương trình đầu tiên, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Linh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì hoạt động này định kỳ vào ngày thứ Bảy của tuần thứ hai trong mỗi tháng tại địa chỉ số 12/4 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với cửa hàng Cơ hội thứ hai của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Linh, Thành phố Hồ Chí Minh, ở một số địa phương khác như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng cũng đã xuất hiện các hoạt động trao đổi đồ cũ. Thậm chí, trao đổi đồ cũ đang trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn, mạng xã hội, số lượng thành viên lên đến hàng ngàn người, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên. Bên cạnh ý nghĩa chia sẻ những món đồ còn giá trị sử dụng, thì những hoạt động như thế này đang góp phần hình thành trong giới trẻ một nếp sống đẹp, tiết kiệm, trách nhiệm với cộng đồng xã hội và bảo vệ môi trường.